luôn cả nhà nha. Bữa nay hai anh em mình đi thăm lờ cá nha cả nhà. Lờ cá cải tiến. Lần đầu tiên đi thăm lờ cải tiến nha cả nhà. Mà chống qua cục năng này cũng đuối vậy. Chống qua cục năng này lên coi chuột không? Đây là tới cái đầu tiên nha cả nhà. Có cá nhà ơi. Hai con cá lóc. Hai con cá lóc nha cả nhà. Cho sát sát vô cái ta. Hai con cá lóc nha cả nhà. Đợi ở bên hồng tí mình chụp hình luôn nha. Ok. Gạo nha, mới vô thấy gạo nha. Lúa về, lúa về. Cầm để bên hồng cái anh nè. Gạo im rồi. Cái này hai con nha cả nhà, con nhỏ con bự. Con, hai con cá lóc, hai con cá rô. Luôn. Cá rô vậy. À thì lý. Xuất hành một ngày đầu tiên thấy có lý rồi đó. Tới cái thứ hai nghe cả nhà. Có cái thằng chết rồi. Cái thứ hai cũng chưa biết có hay là không nữa. Thôi. Cái thứ hai này ba con cá rô nha. Ba con. Cạn quá nó hết chạy rồi. Nhấn sâu xuống mà. Nhấn sâu xuống mới được hay sao? Thăm cá tiếp theo cả nhà ơi. Ba con cá rô nữa. Cái lờ này đặt chạy cá rô dữ ta. Chạy cá nào không chạy. Cá nào không chạy. Cái rô này chắc thả đìa luôn quá. Cái gỗ không? Gỗ non. Cái gỗ tháng này. Đó, cái đó nữa kìa. Cái cặp bên luôn. Bây giờ anh mình đặt lại rồi. Mấy anh nằm có coi được video đỉnh mấy của em. Tới cái tiếp theo ở nhà ơi. Cái gô có sạc nữa. Cá gô. Trời. Bắt cá gô thôi anh nào. Cá gô, cá sạc quá vậy. Nhiều. Trong kẹt đó nó có đặt à. Có một cái ở đầu cùng. Vô mở mạng cái đầu im quá. Đặt gì mà còn bị phá cả nhà ơi. Có anh em nào có xem video nhớ đừng có phá lợp của hai anh em mình nha. Đặt cực khổ lắm chứ không có phải đặt dẫn chơi đâu. Anh em nào có làm thì tự mình đi làm ơn chứ đừng có phá của người ta. Chống đầu dở lên cái sộn cái là im đó. Cái này chất quốc rồi. Con kia ra đặt lại cái chỗ này. Cả nhà. Đây, đặt tiếp theo. Một em rồi cả nhà. Một em lóc. Đó mình thọt tay vô bắt luôn chứ mình khỏi cần làm cái gì cho nó sướng ha. Thọt tay vô bắt ra. Đây cái một hay là mấy cái? Hai cái.
Nhà thấy dễ ăn không? Cái nhà thấy dễ ăn, cái nhà đừng đừng nên phá người ta nha. Cái nhà thấy dễ ăn, cái nhà đi đặt trên mạng về khoảng chừng chục cái là cả nhà đặt lòng vòng sau vườn mình là có ăn. Chứ đừng nên phá người ta. Đặt theo mấy cái địa bỏ trống đó. Thấy người ta đặt, thấy người ta trống nó cực khổ không? Mà còn phá phấy người ta còn lấy của người ta nữa. 100 cái mà bây giờ chỉ là còn được có là 30 cái, 40 cái lấy hết của người ta luôn. Mấy anh em thấy người ta đặt gì đó, mấy anh em lấy của người ta đành đoạn vậy đó. Mấy anh em phá người ta vậy chứ không lẽ người ta không phá lại tới hồi. Cái này. Đặt lại cá trên khô luôn. Quá cạn. Trên khô cũng dính cả nhà ấy. Cái hôm nè, con nó dốc là cái hôm khô gan nè. Nè, cái hôm khô gan nè. Cái hôm khô gan luôn. Dính gòn. Không tại nước ròng á. Cái hôm khô gan mà có cá không? Cái còn cái hôm ướt nhẹm không có. Là hết rồi, trong bên đây có hai cá thôi ha. Nó thấy người ta đặt không, thấy cực không? Không phải dễ đặt đâu. Đặt phải dọn đường đồ này nọ đâu, nó cực khổ lắm. Mà mấy anh năm, mấy anh sáu đừng nên phá của người ta. Ta đặt cái lờ đâu có dính được bao nhiêu đâu. Nhầm khi dở vậy chứ, nhầm khi hên hên mới dính được con, hai con chứ có đâu mà dính hoài. Vậy mà còn bị lấy, bị phá nữa. Thông rồi à. Thông bây giờ rồi. Mình đi chơi ga cả nhà, đi đi luồng khác. Ông anh mình lội xuống đẩy xuồng luôn cả nhà ơi. Rồi dính đất nước chết quen. Trời ơi. Đất nước chết rồi má ơi. Dính đất nước sình luôn cả nhà. Gì hả? Giờ tiếp theo luôn, chống tiếp theo cái luôn. Cái vừa rồi dính con gắn nước mà nó chết sình cả nhà. Tại vì đặt cái này mình bỏ tới một tuần lễ mới có đi thăm. Chứ không phải là ngày nào cũng đi thăm nha. Ngày nào cũng đi thăm. Con ấy hay gì đó. Con gì nè? Chích đó. Có đâu? Chai vô đây xịt hay đâu? Giống quá rồi, giống nhiều lúc kia luôn. Ôi ơi. Hai con gắn nước má ơi. Tính hai gắn nước luôn cả nhà ơi. Cá gô à. Cá gô nhóc luôn cả nhà, cái lời là dính nhóc luôn, gắn cá gô nè. Hai con gắn nước. Vô. Cả nhà thấy không anh bắt gắn nước thấy đây nó đơn giản không? Cái này dính là đủ tiền. Lờ cũng phải dính gắn nữa chứ. Trời, không dính cò luôn. Trời ơi. Táp ha. Nó hung hay anh Tâm? Nhưng mà nẻ mình chắc không sao phải không? Không. Lúc trước thì sợ gắn lắm, mới về từ Bình Dương đi về là sợ gắn lắm. Bây giờ quên. Hết rồi. Chỉ sợ cái lạ thôi chứ. Cái gô. Cái gô bà thí. Bà nào tin thí nhột gán chịu nha. Cái gô nù ha. Còn gắn nước này nó mập. Sao đây? Nhưng mà giờ nó quấn vô lưới khó bắt đó cả nhà ơi. Có hơi bự nữa, lỗ lưới mà cứ được có 3 phân hết năm. 3 phân. 2 phân rưỡi. Hai được có 2 phân rưỡi mà gắn lên gắn bự giờ nó quấn lưới rồi khó bắt ra. Mà nó hung.
lý. Cắn thì cắn đi. Không lẽ thì xin mặt lưới hả? Giờ phải bứt lưới rồi nha, bứt lưới nó mới ra được. Giữ ghê không? Không cả. Quay cái đầu. Quay đầu. Tát. Bị tiếp da rồi nó quạo. Không. Xong rồi. Qua hùng còn không hay là hết rồi? Hết rồi là cái này là mình ra đó hả? Hy sinh một mặt lưới nó mới ra được nè. Chế này gọn nữa không? Đây nè. Như dây thùng. Bỏ đi, bỏ gô con chống đi. Bỏ gô con chống đi. Cái gì giá lại. Giờ ông anh mình bứt hết mặt lưới giờ phải giá lại nha. Đúng luôn. Vô cái tiếp theo nha cả nhà ơi. Cái này lật lờ luôn mà. Lật lờ chắc dính cá bự rồi đó. Có hàng khủng rồi nha cả nhà. Có cái gì trong này không vậy? Lật lờ kỳ vậy. Đi mẹ. Cái bị năm rồi. Lật lờ bị nẻ gì rồi? Văng cây luôn rồi. Văng cây luôn nè, không dính. Ừ, văng cây chắc bị phá rồi. Có con cá chơi à? Cái này chắc bị phá rồi cả nhà ơi. Văng cây ra ngoài luôn, dính được có con cá chơi à. Cái lờ này nè, là ở trên này nè, nó dùng lại luôn nè. Là bị phá rồi. Ồ, bị anh năm phá rồi. Anh năm đi thiệt cái anh năm thấy anh năm lụm luôn. Lụm. Hên còn cái lờ cũng được. Ừ. Nó bỏ luôn cái lờ luôn chơi. Xong cá chơi ở nhà ơi. Mau quá. Ai nói đặt mình không sướng đâu. Đó, đặt phải dẹt phải cực khổ vậy đó mà còn bị phá bị phấy nữa. Cái này nằm xéo con bên chắc bị nữa rồi. Chính trưởng nữa rồi cả nhà ơi. 3 4 cái chết luôn. Rồi. Dính con gì luôn. Dính trưởng rồi. À, quá. Anh mình lội vô chổng đi ấy là chổng nhà. Đường nó hay sâu. Lụm mà cả nhà lụm gạo rồi. Con cá lóc, con cá chơi, con cá rô. Hai con cả nhà, đường này mình không lội vô được nha. Có một anh mình lội vô. Còn cá lóc với con cá chơi. Cá rô mịt. Lóc bự. Cái gử. Cái gì thà đi à. Cái gồ u nu hả? Đặt lại cái chỗ nó mới tắt. Ừ, cái chỗ nó mới tắt chỗ nào? Mình đi đặt lại cho nè, đặt lại chỗ khác nha. Cái này nằm kinh khô luôn cả nhà ơi. Nằm trên bờ. Cái này chất quất cả nhà ơi. Nhét nhét nó vô coi.
kiếm chỗ khác nha, chỗ này nó không chạy. Tiếp tục nữa cả nhà ơi. Bây giờ khô. Có hai cái gô nhỏ. Cái này có hai cái gô nha. Phải đi về kiếm chỗ khác đặt mới được. Cái gô bự không nhà ơi. Gô bự này đem về nhà ăn chứ qua mà đem thả đìa. Gô nu. Vàng tươi. Chắc nữa chắc đặt vậy nó kêu người em đặt ngoài cho nó đặt ở là dùng ở ngoài. Ba cái đem đi luôn nhà. Đây nó quá cạn. Tiếp tục nữa cả nhà ơi. Cái này chất quốc rồi. Ruộng hết luôn, ruộng một mớ này luôn, đang đi kiếm chỗ khác đặt. Giờ mình quay đầu trở ra đi kiếm luồng đặt. Hổng nước lớn này. Nó quá cạn. Gì cũng chạy cá gô đó. Gô chạy trước. Trời ơi gô kìa, nhóc quá trời. Gô ú mềm luôn. Gô này thả đi nuôi được. Hơn cá gô nè. Nó như cái hột mít vậy. Tròn do luôn. Mấy cái gô này chắc thả đều quá. Cá gô ăn nó mới mềm nữa nè. Ủa, con gì mới quẩn nữa trời. Cá cá bự không? Cá nhiều. Hổm đi dọn bả năng tét tay chứ. Cái đặt cực khổ rồi. Tới cái tiếp theo của nhà ơi. Cái này mình khô nữa rồi. Chạy cá gô. Hôm bị gì rồi? Đó, sao nó dừng đeo vậy? Đứt dây hôm. Đứt dây à? Sao à? Ruột xíu. Đứt luôn. Rồi cái này chất quốc luôn cả nhà ơi. Nằm trên khô quá. Đặt gì á thì nước lớn lại cái đầu đi kiếm mình gặp. Vậy đó hả? Ừ. Lúc rồi sao kiếm gặp? Tại mình không để chai ha. Cái đường này im quá mà cá không chạy. Đây là tới cái cuối cùng nha cả nhà. Tới cái cuối cùng hy vọng là chính nha cả nhà. Đang mình sẽ kết thúc video cả nhà ơi. Trời ơi. Hai con cá sặc mini. Đến nhiều hai con cá sặc mini. Khu gan phải lội xuống mới được. Trời ơi, không luôn rồi trời. Dính con gì mà dữ vậy? Trời ơi, gắn chung sình luôn cả nhà ơi.
chết hình luôn. Mấy con? Hai con gắn. Con gắn chung, con gắn súng chết hình luôn. Con gắn chung với con gắn súng chết hình cả nhà. Ba con cá rô. Thêm ba con cá rô nữa. Trời, gắn chung thì có mấy chục ngàn. Thêm cá một súng nữa. Gướng ngay đầu. Rồi không bị gắn gắn. Bị gắn chung. Tiếp theo một cái nữa ông anh mình loại cả nhà ơi. Dính con gì không? Dính nước cái sình nữa rồi. Dính nước sình nữa cả nhà. Hai con cá chê. Hai cái chê còn sống hả? Nãy giờ là hai cái này là thất thu. Thất thu hai cái nha. Dính gắn sình hết rồi. Hai cái này bèo gì cũng từ cũng được là 50.000. Ừ. Kia giờ thất địa. Thất đồ đặt luôn. Trời. Quá sâu. Trên này nó cạn này mà sao cái lỗ đó nó sâu vậy không biết. Đặt núp lùm. Núp lùm mấy anh năm. Đầy phá lắm cả nhà ơi. Hay núp gì đó. Tiếp tục nữa cả nhà ơi. Tiếp theo. Hai cái kia bị thất thu và dính toàn là gắn sình không. Rồi cái này hầm dưới bờ. Nằm trên bờ khô. Ồ, cái này dính vô rồi. Vô. Bự không? Rồi. Ôi, nó hung kìa. Này dính con vô voi nha nha. Vô voi này cũng nhỏ chứ không bự nha. Dính gắn ha. Này mình phải chơi cái chiêu này. Con này hung nha cả nhà, con này không dám nha cả nhà. Vô voi nó hung. Đó. Táp dính lưới luôn. Nó hung lắm hung. Không táp quấn lưới luôn. Trời. Vô này về nuôi có lý nè. Dở gắn lên cao rồi. Chắc cái video này chắc cũng kết thúc cả nhà ơi. Sớm giờ quay video cũng dài cả nhà ơi. Chắc hẹn cả nhà lại video tiếp theo nha. Hẹn cả nhà lại video ngày mai nha. Bye bye.